nhau, cả hai đội đều đang đi đúng hướng về phía địa điểm trong tấm hình của mật thư. Nhưng vấn đề là đội nào sẽ may mắn hơn để tìm được kho báu sao biển? Hôm nay đội con xuống, ông đáng, tại vì con kia chưa sống. Đội con kia thắng cũng không xứng đáng, theo con nghĩ. Đội con hôm nay chiến thắng là bởi vì là do sự gắn kết và đoàn kết của cô Trâm và năm bọn con. Thì bạn Nguyễn đã chơi bẩn với bạn Hiệp là cho kéo chân bạn Hiệp lại cho bạn Hiệp không chạy được. Con nghĩ là bởi vì như thế mà con thấy bạn Hiệp đã khóc. Rồi còn em Sang thì em định đẩy con xuống nước nhưng mà của em Nguyễn là cứu con. Dạ, bạn Sang, bạn đó chơi ăn gian quá nên tụi con đẩy bạn ấy xuống nước. Lúc bạn Sang chuẩn bị chạy ra, con xô bạn đi xuống nước ạ. Con nguyên nhân đội bên kia thua là do Sang cố tình chơi bẩn đội con trước ạ. Hôm nay đội con thua cũng là do một phần là có chút sơ hở của anh Sang ạ. Dạ, lúc mà hồi nãy con đang chạy thì con cũng có chặn bạn một xíu à. Cái bạn Nguyễn tức lên, cái Nguyễn đẩy con xuống nước. Mình không có xô bạn lên là anh Đức đẩy bạn xuống. Nếu mà bạn không kéo ổng mấy giờ ổng giật chỗ ông. Đúng, đúng tôi sai. Nhưng mà chơi vậy là bình thường thôi. Tôi chỉ giỡn đồ thôi mà, cứ mà ông chơi tôi dám đập đầu rồi đó. Rồi ông định đẩy mình xuống, tôi không định mình lại là mình té rồi. Lúc đó ba ngồi chơi một tôi, sao tôi chơi lại? Để ai biểu ông dịnh ta trước chi? Tôi đã có quyền chặn chứ. Ông có quyền chặn thì tôi có quyền đẩy ông xuống thôi. Tôi không nói chuyện. Khi nãy thì có nghe bảo là đội thắng cuộc thì sẽ nhận được một phần thưởng là 500.000. Thì đội chúng tôi cuộc thì không có gì hết, nhưng mà hôm nay Quỳnh đến đây với một cái tinh thần là vui cùng hết sức mình với các em, nên là Quỳnh cũng xin tặng cho đội của cô. Với lại là cô cũng mong muốn chia sẻ với con một chút xíu đó là, nhưng mà các con đừng có tự đừng có trách bản thân mình, bởi vì là tôi nghĩ là không chỉ trong chương trình này mà trong suốt những cái năm về sau hãy nhìn lại nè, rồi mình phân tích tại sao mà hôm nay mình đã làm chưa tốt, phải làm sao để mà suy nghĩ tích cực nè, dành cho mình những cái khoảng thời gian để mà trải nghiệm cũng như là tận hưởng hết trong chương trình. Điểm đó là Quỳnh năm đó là Quỳnh 17 tuổi, thì Quỳnh vừa phải đi học văn hóa và vừa phải đi hát, cho nên cái việc mà Quỳnh đi học cũng như là cái việc mà Quỳnh đi hát nó đôi chút nó cũng sẽ có những cái mình thể hiện nó không có được tốt. Thì lúc đó thì Quỳnh cũng bị thầy cô nhắc nhở, rồi ba mẹ cũng không có tin tưởng Quỳnh vào cái việc mà Quỳnh lựa chọn cái con đường ca hát, nhưng mà Quỳnh đã phải cố gắng hết mình và đã thuyết phục ba mẹ dành những khoảng thời gian Quỳnh sắp xếp hợp lý hơn về cái việc tập luyện cũng như là việc học hành được tốt hơn, và thế là Quỳnh cân bằng được cái việc đó và Quỳnh đã làm được tốt và được sự ủng hộ của gia đình cũng như là thầy cô. Đừng có buồn nữa nha, đồng ý không? Rồi, cảm ơn thầy Quỳnh.